đời sống sau cả chết. Nhiều người cứ nghĩ, khi người thân của họ chết đi, họ sẽ mất đi người thân. Thật ra không phải vậy, người thân của họ trở về nhà ở cõi cao hơn, cõi trung giới. Khi chúng ta chết đi, thể cảm xúc đi đến cõi trung giới, có bảy cõi phù với những cảnh giới khác nhau tùy theo tần số rung động, đi từ thô trượt đến thanh nhẹ di chuyển từ thấp lên cao. Thể cảm xúc cần từ bỏ các ham muốn để có thể di chuyển lên các cõi phù cao hơn. Thấp cõi trung giới không phải chỉ có chết, chúng ta mới đến được cõi trung giới. Trong lúc ngủ, thể cảm xúc của chúng ta cũng có thể đến thăm cõi trung giới, gặp gỡ những người thân đã chết. Đối với những người không tu tập rèn luyện thì trải nghiệm này là vô thức, chúng ta chỉ nhớ một vài hình ảnh của cõi trung giới trong giấc mơ. Trong lúc thiền và trải nghiệm thoát xác, du hành vi tế, chúng ta cũng có thể đến thăm cõi trung giới, trải nghiệm cần tự, thể cảm xúc thoát ra, nhưng sau đó quay về với cơ thể của mình và chúng ta nhớ toàn bộ chuyện thăm viện của mình ở cõi trung giới. Ví dụ, một cô gái bị ung thư giai đoạn 4 trải qua cuộc phẫu thuật bác sĩ tiêm thuộc mê cô thoạt xác thể cảm xúc bay ra và nhìn thấy vì bác sĩ đang phẫu thuật cho mình cô định cõi trung giới gặp được một vị thầy tâm linh của mình vì thầy nói cho cô biết lý do vì sao cô lại mắc bệnh ung thư đó là vì trong kiếp sống này cô đã không chăm sóc yêu thương quý trọng bản thân mình đúng cách cô đã để cho người khác ra quyết định giùm cô nên cô mắc bệnh ung thư vì thầy đã bảo bây giờ chưa phải lúc chết cô quay trở lại trái đất thay đổi bản thân mình bệnh ung thư hết trải nghiệm cần tự đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô gái và sau đó cô ấy đã viết một cuốn sách có tên chết đi để sống lại có một người đàn ông là bác sĩ phẫu thuật tim Ông đã mộ cho rất nhiều bệnh nhân. Ông ấy không tin có sự sống sau cả chết. Chết có nghĩa là hết. Một ngày nào, ông bị bệnh trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Ông có trải nghiệm cần tử. Ông đến thăm cõi trung giới và sau đó ông tin vào sự sống sau cả chết. Ông đi chia sẻ lại điều đó cho các đồng nghiệp của mình. Luôn luôn có lý do cho việc trải nghiệm cần tự đó là để giúp chuyển hóa cuộc sống của người đó hoặc giảng dạy cho người khác biết về trải nghiệm cần tự để họ chuyển hóa cuộc sống của mình các cõi phù của cõi trung giới cõi phù thứ nhất cảnh giới thấp nhất của cõi trung giới điều gì khiến một người khi họ chết đi họ đi vào cõi này rung động của các cảm xúc tiêu cực, nỗi sợ hại, cảm giác tội lỗi. Ví dụ như từ từ, chết đột ngột với rất nhiều nỗi sợ và cảm giác tội lỗi. Những người có những ham muốn thô trượt và tàn bạo như nghiền rượu, nghiền sách, tình dục. Khi chết, họ đến đây, tất cả các ham muốn của bạn sẽ được tăng lên gấp bồi phần. Khi đi qua cõi này, nhưng ham muốn chỉ được thỏa mãn khi còn cơ thể vật lý. Vậy làm sao họ có thể thỏa mãn được các ham muốn của mình? Ví dụ, có một anh chàng nghiền rượu mất. Khi chị tham muốn uống rượu tăng lên gấp 100 lần, làm thế nào để anh ta có thể thỏa mãn cơn nghiền rượu của mình? Anh ta sẽ tìm ở uh, tìm kiếm ở trên trái đất đi đến các vụ trường tìm những người nghiền rượu giống như anh ta để móc câu vào anh ta nuôi sống linh hồn mình bằng cách cảm nhận ham muộn của những người còn sống để thỏa mãn cơn nghiền rượu của mình tương tự như vậy những người phụ nữ thích đeo vòng vàng nữ trang khi chết đi họ sẽ tìm những người còn sống cũng thích đeo vòng vàng nữ trang để bám vào hai cõi phù thứ hai phản ảnh thì giới vật lý của chúng ta. Những người dính mắc vào đời sống vật lý, họ sẽ điện cõi này. Ở trái đất, nếu bạn muốn mua xe, bạn phải làm việc cực lực, bạn mới mua được xe. Ở cõi trung giới này, bạn chỉ cần tưởng tượng ra điều gì, thì bạn sẽ có điều đó. Trên trái đất, người thích chơi gôn, đánh 10 quả banh mới có một quả vào lỗ ở đây bạn chỉ hình dung tưởng tượng đánh một phạt là trúng bọn đã bay vào lỗ. Có những người khi con sống rất nghèo, không có tiền lo cho con ăn học, mua nhà, mua xe. Họ đến đây, họ hình dung là họ kiếm được rất nhiều tiền và họ có được điều đó. Đây là nơi hoàn hảo để thỏa mãn các mong muốn của họ. Thời gian họ ở đây, ở lại đây bao lâu phụ thuộc vào cường độ của những ham muốn mong cầu của họ tất cả mọi thứ mà bạn có đều đến từ trí tưởng tượng cõi phù này tràn đầy những ảo tưởng mọi thứ đều có được một cách rất dễ dàng làm cuộc sống trở nên rất nhàm chán những người này hay dính nhắc hay dính mắt vào thế giới vật lý Họ sẽ ở lại cõi phù này để thỏa mãn các ham muốn của họ bao lâu tùy thích. Đến lúc nào họ cảm thấy chán, thì họ sẽ đi lên cõi phù tiếp theo. Đây cũng là thế giới của các động vật tinh linh cấp thấp. Chúng chết đi, chúng sẽ đi vào cõi này. đồng vật mang tâm thức tập thể, do đó chúng đến đây ở vài năm và rồi chúng sẽ nhanh chóng đầu thai tiếp vào các kiếp sống tiếp theo. Ba, cõi phù thứ ba, những người thích các hoạt động nghệ thuật, đàn ca, mùa hát, điêu khắc vân vân, khi chết họ sẽ đến đây, họ đến đây để học vẽ, học đàn, học hát vân vân, các nhạc sĩ, nghệ sĩ khi chết sẽ đến cõi này. Bốn, cõi phù thứ tư. Họ làm việc độc lập, riêng lẻ là những chuyên gia rất giỏi trong các lĩnh vực của họ. Bác sĩ, hòa sĩ, nhà soạn nhạc, nhà nghiên cứu, triệt gia. Khi chết đi họ đến đây, các nghệ sĩ như Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci, ví dụ người nghiên cứu kim tự tháp, khi họ sống họ nghiên cứu kim tự tháp, khi họ chết đi họ vẫn tiếp tục nghiên cứu kim tự tháp việc nghiên cứu kim tự tháp không chỉ là công việc nuôi sống họ đó còn là một công việc đam mê vượt ra khỏi vật chất năm sáu cõi phù thứ năm và thứ sáu tất cả các ý tưởng sáng tạo phát minh đã đến từ cõi phù thứ năm và thứ sáu và những người cõi này họ làm việc đổi nhóm cùng với các thiên thần chư thiên để tạo ra ý tưởng Ví dụ, lâu lâu các bạn đọc bảo thầy có đưa tin thì giờ tìm ra được một loài cây chữa được bệnh ung thư thì đó có thể là một thiên thần phụ trách về dược liệu hợp với các linh hồn những linh hồn phụ trách về trồng trọt thực vật linh hồn phụ trách về dược liệu linh hồn phụ trách về tinh chế họ sẽ cùng thảo luận với nhau để tạo ra loài cây chữa được bệnh ung thư khi họ họp xong với nhau tìm ra được loài cây chữa bệnh họ sẽ thần giao cách cảm cái ý tưởng đó vào một người đang còn sống trên trái đất có khả năng thực hiện được công việc trên hoặc một trong ba người sẽ đầu thai đến trái đất để làm nhiệm vụ đó nghiên cứu và phát triển về loài cây chữa được bệnh ung thư Nếu trái đất có một cuộc họp về biến đổi khí hậu thì ở cõi 5 và 6 cũng có một cuộc họp tương tự như vậy. Sau đó họ sẽ gợi ý tưởng xuống cho một người đang ngồi họp dưới trái đất. Họ làm việc rất tích cực để hội nghị diễn ra tốt đẹp. Và đó là cách mà các thiên thần làm việc cùng với con người để giải quyết các vấn đề của trái đất như vấn đề nhân quyền, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, vấn đề y tế, bệnh tật, không có thuật chữa, vân vân. Người chết, những linh hồn sau khi rời trái đất, họ không rảnh rồi mà sẽ tiếp tục học tập và làm việc tùy theo mức độ tiện họa của linh hồn đó. 7. Cõi phù thứ bảy các linh hồn khi đi lên cõi phù càng cao các ham muốn vật chất sẽ ít lại các mong muốn tâm linh sẽ tăng lên ở cõi phù thứ bảy này họ sẽ không còn ham muốn gì cả họ đạt trạng thái cân bằng những người có cuộc sống tịnh lặng ẩn dật khi chết đi họ sẽ đến cõi phù này ví dụ như nhà sư nhà tu hành thiền nhân vân vân các thành viên tiện hóa hơn trong giới trước tiên các linh hồn sẽ đi qua đây để lên cõi trí để đi qua cõi trung giới chúng ta phải loại bỏ những cảm xúc mong cầu có một số người họ không biết mong muốn tiềm ẩn của họ là gì thật sự bên trong họ muốn được giác ngộ mà họ lại chơi với chơi với những người thích từng từng kiếm tiền khi chị đi họ lên còi trung giới họ bị mắc kẹt với lại các mong muốn vật chất đó có những mong muốn chỉ thoảng qua khi hàng xóm mới mua một chiếc xe mercedes thì bạn cũng muốn mua nhưng sẽ có những mong muốn của linh hồn đi theo suốt cả cuộc đời luôn luôn ở với bạn ví dụ như muốn được khai sản bạn lúc nào cũng khao khát tìm kiếm sự thật, chân lý, tìm đến một vị thầy, Điện các Lập thiền. Để biết các mong muốn của linh hồn, chúng ta phải kết nối với higher self, chân Nga. Khi bạn còn ở trái đất, bạn biết rõ các mong muốn của mình, bạn thỏa mãn thì lên cõi trung giới, bạn sẽ không còn ham muốn nào nữa. Nếu bạn còn mong cầu lên cõi trung giới, ham muốn đó sẽ được khuất đài lên. Khi một người nào đã chết đi, họ không cần lần lượt đi qua các cõi phù từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mà họ có thể đi lượt qua các cõi phù thấp để lên thẳng cõi phù cao. Họ đi đến cõi phù nào trong cõi trung giới, nó phụ thuộc vào ham muốn, mong cầu của người đó lúc họ chết đi. Khi họ không còn dính mắt vào cảm xúc gì nữa, Họ dị dàng nhanh chóng lấy cõi phù cao hơn. Người thực hành thiền khi chết, họ đi thẳng vào cõi phù từ thứ năm trở lên. Thể cảm xúc tan rạ Cõi trung giới không có khả niệm thời gian, các linh hồn dính mắt vào các mong cầu. Thể cảm xúc có thể ở đây một thời gian rất lâu, khi không cần thêm trải nghiệm ở cõi trung giới nữa, thì cảm xúc mới tan rã để đi vào cõi trí. Quá trình này diễn ra không đau đớn, cần rủ bỏ mọi nỗi sợ hãi, mong cầu. Để thể cảm xúc tan rã, thể cảm xúc mất bao lâu mới tan rã thì nó phụ thuộc vào mức độ tiền hóa của linh hồn. Những người khai sản, thể cảm xúc tan rã rất nhanh, linh hồn bay lên cõi trí. Những người chưa tiện hóa thì thể cảm xúc cần thời gian để tan ra. Lúc đó, thể cảm xúc trở thành những vỏ bọc vô hồn bay lòng vòng trong cõi trung giới. Vì vậy, thể cảm xúc có thể bị lợi dụng. Một thực thể khác có thể đi vào chiếm lấy thể cảm xúc vỏ bọc. Vỏ bọc giống như một con rỗi. Đình nghĩa con rủi có nghĩa là khi mình nhẹt tay vào con rủi mình có thể động dạ con rủi làm nhiều trò ma quái những nhà ngoài cảm những người lên đồng hầu cốt họ nói là họ có thể giao tiếp được với người đã chết bạn đưa tiền cho họ nhờ họ nói chuyện với vong lên người thân đã qua đời của bạn ví dụ như ông tròn đã chết người thân muốn biết thông tin ông tròn hiện giờ như thế nào nên đưa cho người lên đồng một nghìn đô để họ nói chuyện với ông John rồi sau đó sẽ cho bạn biết thông tin làm thế nào mà người lên đồng biết được là đang nói chuyện với ông John mà không phải là một thực thể ma anh đã chui vào vỏ bọc khi linh hồn của ông John đã thoát ra người lên đồng có thể hỏi vong lên đó ông tên gì có bao nhiêu con chết khi nào tại sao chết vì những thông tin đó vẫn còn lưu trong vỏ bọc nên các thực thể ma cỏi của ấy vẫn có thể trả lời được các thông tin cơ bản về ông John. Vì vậy, chúng ta không tham gia vào việc lên đồng. Và còn nhiều vấn đề khác nữa, các thực thể ma cỏi có thể chui vào các vỏ bọc của người khác để nói chuyện với bạn. Việc đó giống như là mặc thêm cái áo. B. Cõi trí khi bạn có cơ thể vật lý, bạn sống ở trái đất. Khi thể xác và thể năng lượng tan rã, cả chết vật lý xảy ra, linh hồn sống ở cõi trung giới. Khi thể cảm xúc tan rã, linh hồn bay lên cõi trí. Cõi trí cũng có bảy cõi phù của tâm thức, tương ứng với sự phát triển tâm trí của con người. Người thông minh là người có trí tuệ. Sự phát triển trí tuệ là khả năng mình nhìn ra sự thật. Hiểu được chân lý đó là khả năng kết nối thông tin từ vấn đề 1, bạn có thể nhìn ra được vấn đề 2, vấn đề 3, rồi sau đó có cả nhìn toàn cảnh của một bức tranh tổng thể. Họ chỉ có một ít thông tin nhưng họ có thể hiểu được toàn bộ bức tranh tổng thể. Người có trí tuệ cao họ sẽ ở cõi trí lâu, người có trí tuệ thấp Họ chỉ được qua cõi trí mà không nản lại ở đó lâu. Ở cõi trí, họ sống với những suy nghĩ của riêng mình giao tiếp với nhau qua tư tưởng. Ở đây, linh hồn vẫn còn những ảo tưởng do dính mắc với những đặc điểm cá nhân của họ. Họ đồng nhất với tính cách ở cõi hồng trần gần đây nhất của mình. Ví dụ, ông cho là một bác sĩ, đến cõi trí, ông vẫn nghĩ mình là một bác sĩ. Đó không phải là sự thật, ông cho là một linh hồn. Để đi qua cõi trí, chúng ta phải loại bỏ những ảo tưởng khi không còn ảo tưởng, thể trí tan ra. Đây là cả chết cuối cùng, linh hồn còn lại thể nhân quả sẽ quay trở về ngôi nhà thật sự của mình. Một học viên đặt câu hỏi với thầy Pradip Chase: Vậy khi tôi muốn kết nối với người thân đã qua đời thì tôi phải làm sao? Không tham gia vào việc lên đồng Một, không tham gia vào việc lên đồng Khi thật sự bạn muốn kết nối với linh hồn người thân đã qua đời Bạn có khả năng kết nối được với họ thông qua thiền định hoặc thông qua giấc mơ chỉ trong vài trường hợp đặc biệt, linh hồn đã qua đời mới muốn quay trở lại kết nối với bạn. Còn bình thường, một khi mà họ đã qua đời, họ sẽ không muốn quay lại kết nối với bạn đâu. Bởi vì khi mà một người nào đã chết đi, họ không lập tức đầu thai lại trái đất, mà họ phải đi qua ba cả chết. Cả chết của thể xác, thể cảm xúc và thể trí. Sau cả chết, của thể xác và rủ bỏ thể năng lượng. Thể cảm xúc bay lên cõi trung giới để học một số bài học, làm một số việc cần làm. Sau đó thể cảm xúc tan rã, linh hồn đi lên cõi trí. Ở đó một thời gian thể trí tan rã, linh hồn thật sự quay trở về nhà ở cõi nhân quả. Nên họ sẽ không muốn quay lại thế giới vật lý này đâu. Khi bạn ngồi thiền, những người đó muốn kết nối với bạn thì điều đó được. Bạn không chủ động muốn liên lạc với họ, có khả năng bạn kết nối với không đúng linh hồn, một thực thể ma quái muốn chọc ghẹo bạn mà thôi. 2. Không cần cố gắng kết nối với người thân đã qua đời. Nếu họ muốn gửi một thông điệp gì đó cho bạn, họ phải có trách nhiệm gửi nó đi, để bạn có thể nhận được. Bạn không cần cố gắng kết nối với họ để nhận thông điệp đó. Ví dụ, tôi muốn gửi chuyển phát nhanh cho bạn một món đồ nào đó, thì trách nhiệm là của tôi. Tôi phải dùng cách nào đó để món đồ đó có thể đến đúng địa chỉ nhà bạn. Chứ đó không phải là trách nhiệm của bạn. Bạn không cần phải cố gắng kết nối ngược với tôi để lấy món đồ đó vậy đó là trách nhiệm của tôi hay của bạn của tôi đúng không vậy nếu bố mẹ anh chị người thân đã qua đời của bạn muốn nói điều gì đó với bạn thì đó là trách nhiệm của họ họ phải tự đến gặp chúng ta trong thiền đình hoặc thông qua giấc mơ khi ta ngủ thể cảm xúc có thể du hành vi tế vào cõi trung giới ta có thể gặp họ hoặc họ như một ai đó gửi thông điệp đến cho chúng ta thông qua người dẫn kênh hoặc đôi khi tự nhiên ta đọc được một quyển sách một đoàn văn nào đó xuất hiện trên mạng ta hiểu ra được điều gì đó thì đó có thể là những người thân đã qua đời đã gửi cả thông điệp đó đến cho bạn và chắc chắn là bạn đã nhận được thông điệp đó hãy nói cho tôi biết Điều gì xảy ra khi bạn cố gắng kết nối với người đã qua đời? Nếu bạn cố gắng đi gặp thầy, người lên đồng, người dẫn cân để kết nối, bạn sẽ dễ dàng dính mắt vào các thực thể ma quái, các thực thể rung đồng thấp đỏ sẽ đi theo bạn, đi vào con người của bạn và cuộc sống của bạn sẽ trở nên rối rắm vì linh hồn đỏ bạm vào. C. Có nhân quả là cõi phù thứ 5, 6, 7 của cõi trí hay còn gọi là cõi thường trí. Ở đây họ là những linh hồn thuần khiết, không còn ảo tưởng. Họ tổng hợp lại tất cả các bài học của họ. Linh hồn hợp nhất với chân ngà, higher self, tạo lại năng lượng, xem là toàn bộ bản ghi chép của tất cả các kiếp sống, tất cả các ghi chép được lưu trữ trong tàng thư vũ trụ gọi là thư viện Akashic. Đây là ngôi nhà của sự thật, kho tàng các kiến thức được tích lũy, trải nghiệm thiên đường đó chính là tình yêu vô điều kiện. Vậy tình yêu vô điều kiện là như thế nào? Bạn hãy hình dung thế này Cùng cùng một người, khi họ cư xử tử tế với bạn thì bạn yêu, khi họ cư xử không dễ thương với bạn thì bạn ghét. Cùng một người đó, hôm nay thì bạn yêu, mai thì bạn ghét. Vì sao lại như thế? Yêu hay ghét nó không phụ thuộc vào đối tượng bên ngoài mà nó nằm ở nhận thức bên trong của bạn, do sự thiếu hiểu biết của bạn. Khi bạn chấp nhận chính mình vô điều kiện, bạn sẽ chấp nhận được người khác. Yêu vô điều kiện là chấp nhận bản thân mình 100%. Bạn nhận ra bên trong mình cũng có những điều hay và không hay. Bạn chấp nhận cả những điều tích cực và tiêu cực của mình. Bạn sẽ chấp nhận được người khác như chính họ là. Khi bạn không yêu chính mình, trong bạn còn nhiều tổn thương, đau đớn, khổ sở, bạn không cách nào có thể yêu người khác, bạn không thể cho người khác cãi mà bạn không có. Bạn càng thiền nhiều, bạn càng chấp nhận mình, bạn càng có khả năng chấp nhận người khác. Đó là tình yêu vô điều kiện. Người chưa bao giờ tu tập, rèn luyện bản thân, họ sẽ tái sinh đến trái đất từ cõi nhân quả các linh hồn khai sản họ lượt qua cõi trung giới rồi trở về nhà ở cõi nhân quả họ dành toàn bộ thời gian ở đây trong trạng thái tỉnh thức hiểu rằng họ là một linh hồn tài sinh hiểu được giai đoạn tiện họa của mình ở một trạng thái không thể diễn tả của hạnh phúc bất tận họ không quay trở lại trái đất ngay lập tức họ định cõi bồ đề và cõi niết bàn và họ tái sinh đến trái đất từ cõi niết bàn những linh hồn tiện hóa họ muộn cùng lúc có nhiều trải nghiệm để sớm được khai sản giác ngộ thì họ phân bổ năng lượng để tái sinh cùng lúc vào nhiều hình dạng con người khác nhau trên trái đất họ giữ lại một ít năng lượng trên cõi nhân quả ví dụ khi một linh hồn tái sinh ở trái đất linh hồn chỉ lấy 35 phần trăm năng lượng để đầu thai thành ông John sinh ra ở Anh 40 phần trăm năng lượng đầu thai thành bà Mary sinh ở Mỹ 25 phần trăm còn lại vẫn lưu trữ ở cõi nhân quả đây gọi là những đời sống song song của cùng một linh hồn bạn có thể hình dung thế này bằng những ba ngón tay trích cùng một bàn tay vào ba ly nước với nhiệt độ khác nhau. Ngón cái của bạn cảm thấy nóng, ngón giữa thấy lạnh, ngón trỏ thấy mát, nhưng cạnh tay của bàn thì cùng lúc cảm thấy đủ cả nóng, lạnh, mát. Các ngón tay chính là các kiếp sống song song của cùng một linh hồn. Cạnh tay chính là chân ngà, hai xeo, cảm nhận toàn bộ trải nghiệm của các cuộc đời sống song song của cùng một linh hồn. Người thiền họ kết nối với hai cell, họ nhận được trải nghiệm của tất cả phân mảnh linh hồn gộp lại. Nếu năng, nếu năng lượng của linh hồn yếu, họ sẽ không tách ra nhiều phân mảnh linh hồn như vậy. Chỉ những linh hồn tiện hóa mức độ cao, họ mới tách ra nhiều phân mảnh linh hồn đi xuống trái đất Mục đích là để mở rộng các trải nghiệm của linh hồn. Khi bạn đi học một khoảng ngàn hàng ở nước ngoài, bạn chỉ đem theo vài bộ quần áo để đi, bạn có đem cả tủ quần áo theo không? Sau đó, khi bạn trở về nhà, bạn mang mấy bộ quần áo bỏ lại vào trong tủ của bạn đúng không? Tại sao linh hồn không mang 100% toàn bộ năng lượng xuống trái đất mà chỉ lấy một phần năng lượng để hóa thân thành người? Chúng ta là những nhà khoa học tâm linh, chúng ta xuống trái đất là để trải nghiệm, chúng ta có những thử thách, chúng ta mới học được những bài học. Một, chúng ta xuống trái đất là để thi bạn mang năng lượng vừa đủ xuống trái đất để giải quyết các bài toán cuộc đời của bạn. Nếu bạn đem quá nhiều năng lượng xuống, bạn vượt qua bài kiểm tra một cách rất dễ dàng thì còn gì gọi là thi nữa. 2. Khi bạn mang hệ tổng lực năng lượng xuống trái đất thì có khi là đức luôn cầu trì, cơ thể vật lý không chịu được toàn bộ năng lượng đó, nó chạy luôn. Trước khi linh hồn xuống đây, linh hồn đã thảo luận với vị thầy hướng dẫn của mình là mang bao nhiêu phần trăm năng lượng xuống trái đất, bao nhiêu phần trăm năng lượng sang sẻ cho các đời sống song song của mình. Kế hoạch đã được thảo luận rất tỉ mỉ, không chi tiết nào là thừa cả. Và linh hồn có thể quyết định mang một phần năng lượng, phân mạnh linh hồn của mình sang hành tinh khác. Khi khi linh hồn đã vượt qua bài kiểm tra đủ điểm để đi tức là linh hồn càng tiện hóa thì càng có nhiều cơ hội đi qua những chiều kích cao hơn d cõi bồ đề mất dần các giới hạn ý thức của người khác cũng bao gồm luôn trong ý thức của mình biết được người đối diện cảm thấy như thế nào đang trải nghiệm gì bạn có được thấu cảm bạn có được sự thấu cảm nghĩa là chúng ta tiến gần hơn với sự hợp nhất phát triển phật tỉnh thiên chúa tịnh bên trong bạn và tôi chúng ta là một tại sao trên trái đất có nhiều người cứ tách biệt đó là vì niềm tin giới hạn bởi cả tôi bạn ngạ của con người e cõi được bàn cõi này cao hơn rất nhiều so với cõi bồ đề tâm thức nhận ra họ không phải là một phần của thường đế mà họ chính là thường đế cả đại dương trong một giọt nước lần đầu tiên ta nhận biết rằng ta là đại dương không phải là một phần của nó mà là toàn bộ họ chính là thường đế với tình yêu vô hạn trị tuệ vô hạn sức mạnh vô hạn khả năng phùng sự vô hạn để đến được cõi nhân quả, cõi bồ đề, cõi niết bàn và dành nhiều thời gian ở đó, chúng ta phát triển tình yêu vô điều kiện. Chúng ta nên chia sẻ những kiến thức này với những người lâm chung, sắp chết, để họ chuẩn bị đi và đi trong an lành, phúc lạc. Tất cả chúng ta đều có thể đến được cõi niết bàn. Chúng ta chết là chúng ta nghỉ hè để quay về nhà. Khi bạn nghỉ hè thì không phải là bạn không làm gì cả, mà chúng ta cũng phải học rất nhiều thứ, học vẽ, học đàn, học nấu ăn, vân vân. Tương tự như vậy, chúng ta đến các cõi trung giới, cõi trí là để chúng ta học. Tùy mức độ tiền hóa của linh hồn, các bài học có khác nhau và tùy vào lựa chọn của mỗi linh hồn, học buông bỏ, học tha thứ, học chấp nhận vân vân. Bạn học bài học đó ở cõi trung giới, nhưng thi thì sẽ là ở trái đất. Vì thầy tâm linh là người hỗ trợ bạn thực hiện các bài thi đó, lúc bạn đến trường bạn có thầy cô, bạn bè, khi bạn xuống trái đất bạn cũng có vị thầy hướng dẫn. Mỗi người luôn có hai vị thầy vô hình luôn theo dõi, bảo vệ bạn 24 trên 24. Vậy họ là ai? Tôi xin trích dẫn một số thông tin lấy từ trang Facebook cá nhân của cô Terry Way được chia sẻ công khai cho cộng đồng về vị thầy hướng dẫn tâm linh của bạn. Ngay từ đầu trong suốt quá trình tồn tại của một linh hồn, chúng ta được trao cho những người thầy hướng dẫn vô hình để hỗ trợ, chỉ bảo và dẫn dắt chúng ta từng bước trên hành trình linh hồn. Khi chúng ta được sinh ra trên trái đất, những sinh mệnh yêu thương này tiếp tục hướng dẫn chúng ta trong suốt cuộc đời để bảo đảm rằng chúng ta tìm thấy mục đích sống thực sự của mình mặc dù theo trực giác bạn biết rằng họ ở xung quanh bạn nhưng bạn không thể nhìn thấy họ bằng con mắt vật lý những vị thầy hướng dẫn là những linh hồn rất tiện hóa những người đã hoàn thành tất cả các bài học của họ kết thúc vòng luân hồi không tái sinh nữa họ ở đây để giúp bạn đạt được điều tương tự như họ đã đạt được những vị thầy này luôn theo dõi quan sát mọi thứ xảy ra với bạn. Họ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn trên trái đất và tương tác với bạn theo nhiều cách khác nhau. Họ tương tác với chúng ta thông qua các cách như sau. Trực giác Một khi trực giác chợt lệ lên ý nghĩ nào đó, thông điệp đó có thể là được họ gửi đến cho bạn. Thật không may là nhiều người đã bỏ qua trực giác của mình hãy lắng nghe nó vì thông tin đó rất có giá trị nó có tầm quan trọng với bạn bất cứ khi nào bạn cảm thấy có một điều gì đó xuất hiện trong đầu đó có thể là sự dẫn dắt của linh hồn nó sẽ hướng dẫn cho bạn biết về việc bạn nên quyết định như thế nào trước các lựa chọn của mình vì vậy nên hãy tin tưởng vào linh cảm đó trực giác đó cũng có thể là những bài học mà bạn đã nắm vững từ những kiếp sống trước đang được gửi đến bạn để bạn nhớ lại những trí tuệ cổ xưa của mình. Bạn sẽ cảm thấy có một cảm giác ruột thịt gần gũi, quen thuộc khi nhận được những thông điệp đó. Vì thầy hướng dẫn của bạn đang cố gắng gửi cho bạn một số thông tin rất quan trọng và mục đích của cảm giác kỳ lạ đó là khiến bạn chú ý đến thông điệp để suy xét và đặt câu hỏi cho quyết định cụ thể nào đó các tình huống bất khả thi đây là những tình huống được sắp xếp bởi vì thầy hướng dẫn của bạn để đảm bảo một sự việc cụ thể được diễn ra tất cả chúng ta đều có một kế hoạch linh hồn được thiết kế rất chi tiết và tỉ mỉ về những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời nhằm đảm bảo cho chúng ta có được những trải nghiệm cần thiết để học một bài học nhất định vì sự tiến hóa và tiện vì sự tiến bộ và tiến hóa của linh hồn các cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng hoàn toàn không có cái gì là ngẫu nhiên vì thầy tâm linh khiến việc đó xảy ra có những lực lượng ánh sáng cao hơn đã tạo ra những sự kiện cụ thể này cho bạn và cho mọi người để trải nghiệm những cuộc gặp gỡ này. Với suy nghĩ thông thường của con người, chúng ta đơn giản là thiếu tỉnh thức để thực hiện, để thực sự hiểu những trải nghiệm này. Bạn cần phải cởi mở hơn để đón nhận thông điệp bằng cách lắng nghe tiếng nói bên trong của mình, lắng nghe vì thầy hướng dẫn của bạn. Nhiều người trong chúng ta hoàn toàn có thể giao tiếp với vị thầy vô hình của mình. Cách tốt nhất để kết nối với vị thầy tâm linh của bạn là ở trạng thái thiền sâu hoặc mơ ngủ. Đây là một trong những cách tốt nhất để truy cập vào tiềm thức của bạn và giao tiếp với vị thầy hướng dẫn của mình. Tiềm thức của bạn là cầu nối giữa bạn và các chiều kích cao hơn. Bạn cần phải học cách trở nên tĩnh lặng và đi vào bên trong vì bạn luôn được dẫn dắt, kịch nối với họ và luôn được bảo vệ từ họ. Terry Way Linh hồn hỗ trợ là những linh hồn tình nguyện xuống trái đất phùng sự và tất cả tình yêu và tình bằng hữu như nhau. Luôn luôn sẽ có một nhóm linh hồn đi cùng để hỗ trợ bạn học các bài học đó. Trước khi tại sinh, ở cõi trung giới, bạn đã được gặp nhóm linh hồn hỗ trợ, thực tập làm vợ, làm chồng, làm cha, làm con, vân vân. Nhưng khi tại sinh thì bạn quên mất, đó là lý do có rất nhiều trường hợp bạn gặp một người lần đầu tiên nhưng bạn đã cảm thấy rất quen thuộc, người mà bạn yêu thương nhất người mà bạn ghét nhất là những người nằm trong nhóm gia đình linh hồn của bạn họ đã tình nguyện xuống đây để đẩy bạn vào tình huống mà bạn cần phải học bài học linh hồn của mình hãy trân trọng và biết ơn vì họ đã hỗ trợ bạn vô điều kiện chúng ta xuống trái đất là để thi bạn không được mở sách vở trong lúc bạn làm bài kiểm tra không có giáo viên nào đến để chỉ bài cho bạn cả. Bạn phải tự làm bài thi của mình. Chúng ta sẽ quên hết tất cả các kiến thức mà chúng ta đã học được từ cõi trung giới. Các bài kiểm tra là các thử thách trong cuộc đời của bạn. Bạn phải tự giải quyết các vấn đề của mình. Và khi chúng ta thiền định, chúng ta kết nối với linh hồn, chúng ta nhận ra và hiểu các bài học đó nhanh hơn. Chúng ta hoàn thành các bài kiểm tra đó, càng thiền nhiều, bạn sẽ càng nhớ lại được các bài học ở cỏ trên, bạn sẽ càng dễ dàng vượt qua bài thi. Nếu bạn không thiền, có nguy cơ bạn sẽ rớt bài kiểm tra và khi rớt, bạn sẽ phải thi lại cùng một thử thách đó sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần qua nhiều kiếp sống cho đến khi nào bạn nhận ra được bài học đó thì thôi. Các giáo viên vì thầy hướng dẫn của bạn sẽ không đến để chỉ cho bạn biết đáp án. Nhưng họ có thể hỗ trợ bạn làm bài thi thông qua trực giác của bạn bằng cách bạn cảm nhận những gì diễn ra ở trong tim, tiếng nói ở bên trong, bạn thiên đình, bạn sẽ cảm nhận được tiếng nói bên trong đó. Trích đoàn quyển sách sắp xuất bản về những dạng dày của thầy Pradip Vajray do Dương Thị Quỳnh cho viết. Võ thì Kim Cúc Kiều Diệt Cảm ơn các bạn.